huấn luyện viên Park Hang-seo. Gặp Thái Lan là trận đấu lớn nhất năm nay. Chiến thắng trước UAE giúp tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup. Với 10 điểm sau 4 trận, Quang Hải cùng đồng đội đã bỏ xa đội nhì bảng Thái Lan 3 điểm. Nếu thắng Thái Lan ở trận đấu ngày 19 tháng 11 tới, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đặt một chân vào vòng loại cuối cùng. Theo huấn luyện viên Park Hang-seo, Thái Lan là đối thủ lớn nên tuyển Việt Nam không thể chủ quan, tự hài lòng với thành quả hiện tại. Từ nay chúng ta còn 4 trận nữa, đường còn dài lắm. Năm nay, tuyển Việt Nam còn trận rất quan trọng, gặp đối thủ rất lớn là Thái Lan. Trận này, chúng ta có thắng lợi nhưng điều đó sẽ kết thúc tối nay. Ngày mai, chúng tôi sẽ chuẩn bị để gặp Thái Lan. Chúng tôi xác định họ đối thủ quan trọng nhất. Trận đấu với họ là trận đấu lớn nhất năm nay, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ. Huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng khẳng định độc vị và cực hiểu huấn luyện viên Akira Nihino. Khi còn ở Hàn Quốc, tôi đã theo dõi Nihino. Tôi cũng từng đấu với ông ta. Đối với tình hình Thái Lan, tôi chỉ nắm bắt qua báo chí thôi, nhưng cũng khá nắm rõ đặc tính của huấn luyện viên này. Tôi biết Nihino có nhiều kinh nghiệm và lý luận vững chắc. Ông ta sẽ mang lại nhiều nét biến hóa cho Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết. Thái Lan vừa nhận thất bại đầu tiên dưới thời ông Nihino. Voi chiến thua ngược 1-2 trước Malaysia và mất ngôi đầu bảng. Theo ông Park, trận thua của Thái Lan không khiến ông bất ngờ. Tôi cũng không bất ngờ vì Thái Lan thua Malaysia. Malaysia không yếu, hoàn toàn có thể thắng Thái Lan và thắng cũng không phải biến số bất ngờ. Thái Lan là đội cạnh tranh trực tiếp, trận thua mang lại ý nghĩa lớn cho chúng ta vì chúng ta lên đầu bảng, ông Park chia sẻ. Tuyển Việt Nam đang ở cửa trên và có đầy đủ lợi thế trước Thái Lan, nhưng điều đó không khiến đội bóng của thầy Park chủ quan. Theo huấn luyện viên người Hàn Quốc, tuyển Việt Nam vẫn sẽ đá thực dụng với người Thái. Tôi là huấn luyện viên trưởng Việt Nam, là người Hàn Quốc. Thật tình cờ khi huấn luyện viên Thái Lan cũng người Nhật. Với nhân dân Việt Nam, theo tôi nghĩ, coi Thái Lan là kỳ phùng địch thủ đúng nghĩa. Thái Lan chuẩn bị rất kỹ. Chúng tôi cũng phải chuẩn bị. Nhân dân Việt Nam thích bóng đá, nhưng thích bóng đá thắng cơ. Kết quả rất quan trọng và điều đó không thay đổi lối chơi thực dụng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị để làm thế nào có kết quả tốt nhất, ông Park kết luận. Hồng Nam.